mình đi làm về, xong rồi mình thấy nó nhảy lên nhảy xuống như cái cầu thang này nè, xong mình ôm nó thôi, mình ôm bình thường, tự nhiên mình thấy cái bụng của nó lỗ một lỗ. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và mình nghĩ là khoảng thời gian qua đã hơi khá dài, khá lâu, 2-3 tuần gì đấy thì mình chưa ra video. Thực ra thì trong khoảng thời gian vừa rồi mình bận công việc nè, cộng thêm mình có đưa bé mà được nhà mình đi triệt sản. Nếu như mà các bạn có theo dõi mình từ những video đầu tiên á, thì các bạn sẽ biết đó là mình có nuôi một bé mèo rất là xinh xắn thế này. Thế là mình đi từ những cái video mà bé ăn mì trứng muối ngày 7 tháng 9 vừa rồi thì mình đã kỷ niệm tròn 1 tuổi cho bé rồi. Sau đó mình đã quyết định dẫn bé đi triệt sản, và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây. Chuyện là như thế này, mèo khi mà 6 tháng á, nhất là mèo cái thì các bạn phải mang bé đi triệt sản. Tốt nhất là trước cái lần đầu tiên bé đòi bạn đời. Lúc đó 6 tháng thì mình dẫn bé đi một số chỗ, lại bảo là phải chờ thêm 1-2 tháng nữa tại vì bé còn quá nhỏ. Sau đó mình mang bé về Đà Lạt, mình lại xuống Sài Gòn và mình để bé ở trên này cho ba mẹ mình chăm sóc một thời gian. Trong cái khoảng thời gian đó thì bé có gào được một lần, nhưng mà cũng xong tại vì mình có nuôi nhốt ở trong nhà, với lại cái môi trường ở ngoài quán á nó cũng ít người, kiểu buổi tối thì đi làm xong rồi về hết thì cũng không ảnh hưởng ta. Sau đó khi mà mình về thì mình đem bé về phòng của mình, thì các bạn biết tới cái mùa khi mà bé gào được á, trời ơi bé kêu cả ngày thôi, bé kêu mà nó kiểu từng cơn á các bạn. Một lần bé kêu á thì sẽ kêu rất là lâu nha, từ 3 đến 5 ngày, xong rồi ngưng một ngày xong lại kêu tiếp. Và mình phải ngồi mình canh me để cho bé hết kêu, để mà mang đi triệt sản. Theo những gì mà mình tìm hiểu được á thì sau khi bé ngưng kêu khoảng 7 ngày tới 10 ngày á thì mình mới có thể mang bé đi triệt sản được, tại vì đó những cái cơ quan trong người của bé trở lại cái tình trạng ổn định đó. Nhưng mà sao tự nhiên cái đợt đó bé kêu 7 ngày, xong rồi bé ngưng 2 ngày, sau đó bé kêu tiếp 7 ngày? Thì mình vừa mới đi làm về thôi, mình vừa chạy xe tới cổng là mình sẽ có thể nghe được tiếng mèo kêu từ ở trên cao xuống á, kêu meo meo. Mà thì mình có thể đoán được là cái lúc mà mình đi làm nó khoảng thời gian gần 20 tiếng đó đã ảnh hưởng tới những người xung quanh như thế nào. Thì đó là lý do mà đưa ra cái quyết định, đó là mình phải tức tốc tìm một cái địa chỉ thú y triệt sản cho bé trong mùa động dục. Đó là lỗi của mình, mình biết đó là lỗi của mình tại vì mình không có sự chuẩn bị kỹ càng và mình không lo được cho bé. Cái lúc mà bé hết thì mình mang bé đi triệt liền. Ở trên Đà Lạt có một cái trang fanpage gọi là Yêu Động Vật Đà Lạt, mình sẽ để ở đâu đây thì các bạn có thể theo dõi, like, follow gì đó để chúng ta có thể cập nhật được mỗi khi có tổ chức những cái chương trình mà triệt sản. Hồi trước đây thì là miễn phí nhưng mà sau này thì có thu phí nhưng mà nó không quá nhiều. Mình có một con chó tên là Mèo thì đã cho triệt sản tại cái tổ chức này nè, review sơ của mình. Mà bé triệt sản về á thì cái chỗ của bé nó bị sưng lên, sau đó thì mình cảm thấy rất là sốt rồi, mình dẫn bé đi khám liền thì bé sĩ bên đó bảo là tại vì mình không có kiêng cữ gì cho bé hết. Đáng ra khi mà bé đi triệt sản về thì mình phải kiêng cho bé làm bò gà tôm mực tại vì nó ngứa, và nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng mà sưng tấy cái tách mũ á. Sau đó thì mình kiêng và hàng ngày mình dẫn bé tới chích rất là đều đặn chích thuốc. Nếu như các bạn có quan tâm theo dõi thì thật sự là triệt sản cho một bé cún, một bé thú cưng nó không phải là một số tiền quá nhỏ đâu, nhất là đối với những người mà sinh viên như mình. Bé chó của mình tới 10 kg lận nên là triệt sản hình như là nếu có mấy 600 gì đó, còn hậu sản thì hiện tại là miễn phí. Trong đêm thì mình đã gọi điện hỏi bác sĩ bên đó là dạ mèo nhà em đang động dục như vậy thì triệt sản có sao không. Đối với mèo cái khi mà triệt sản cái lúc mà đang động dục á thì cái khả năng mà băng huyết chảy máu ra sẽ rất là nhiều, tại vì lúc đó là toàn bộ cái cơ thể người nó đang rất là khó chịu. Mà bác sĩ bên đó bảo là bên đó cũng đã làm cho rất là nhiều trường hợp, trong những cái ngày mà bé đang gào đực á thì cũng đã triệt sản rồi và đã thành công rồi, nên mình cũng yên tâm. Mặt rất nghiêm túc vậy. Trước khi mà bé triệt sản 8 tiếng á, thì mình sẽ cho bé nhịn ăn, nhịn uống và ngày mai đem bé đi triệt. Thời gian sẽ là tầm 30 phút đến 1 tiếng đối với những bé bình thường. Nhưng mà bởi vì bé mèo của mình là một trường hợp đặc biệt á, bé đang triệt sản nhau lúc động dục nên là cần thời gian nhiều hơn. Thì mình mang bé tới vào lúc 8 giờ sáng và nhận bé lại vào lúc 5 giờ chiều. Các bạn biết không, lúc mà mình xuống đón bé á, bé yếu quá, bé kiểu bị sốc thuốc á, bé sẽ nói là phải cho bé thở oxy, rồi bé có phản ứng rất là nhiều đó, nên là phải dùng một cái lượng thuốc mê lớn so với những bé khác, nói chung là nhiều hơn thôi. Tới lúc mà mình đón bé về rồi thì bé ngủ tầm sáng ngày mai là bé tỉnh, xong rồi bé ăn uống đi vệ sinh bình thường. Mọi chuyện tới đó thôi thì mình nghĩ là đáng ra nó nên chấm dứt ở đó, nhưng mà không, nó chỉ mới là phần đầu tiên của câu chuyện, chỉ là mở bài thôi. Cái chỗ vết thương của bé nó bị, nó như kiểu là nó bị chảy mũ ra, các bạn, cái chỗ thịt đó nó mềm mềm mà nó chảy nhựa ra. Tại vì mình không nghĩ là sẽ xảy ra cái tình huống đó nên là mình cũng không quay video hay chụp hình gì cái trường hợp đó hết.
mình sẽ tìm thử coi là có hình mạng hay không. Nếu là sáng cho mình phải lập tức đưa bé đi lại cái chỗ đó. Sau khi thăm khám thì bác sĩ nói như thế này: đây là một trường hợp rất là hiếm, đó là bé mèo nhà mình bị dẫn ống chỉ mà khi mà mình may các bạn. Thì ở đây mình cho các bạn xem. Cái này là đã lành rồi, sau cái thời gian mà mình chắc chắn là bé đã khỏe mạnh rồi. Và video này được làm lúc mà tối khi mà mình đi làm về và bé đã khỏe mạnh. Thì đây này, các bạn có thể thấy không? Đó, may một cái đường nhỏ nhỏ ở đây thôi nè. Nhưng mà bé là bị viêm cái ống chỉ ở đó, nên là nó bị nhựa ra, nó kiểu nó bị chảy huyết tương ra đó. Nói chung rất là thương, xong rồi mình phải để bé lại ở đó 7 ngày hay 10 ngày gì đó. Và chi phí thì đương nhiên là mình chịu. Rồi con bé nhà mình, các bạn biết không, lúc mà mình đón bé sau cái đợt điều trị đầu tiên về, bác sĩ nói là nhá, không ăn hạt nha, và chỉ ăn cá. Cá là phải mua cá về xong hấp lên, róc xương ra cho bé ăn thôi. Đó, sao dễ sợ hơn. Sau khi mà cái vết thương của bé nó đỡ rồi, có nghĩa là cái chỗ đó nó lành, nó hơi khô khô rồi các bạn. Nói chung là nó cũng khô rồi nhưng mà bé vẫn phải đeo loa. Thì một ngày kia tới lúc mà mình đi làm về, rồi mình thấy bé gỡ cái loa ra rồi. Mèo nó là cái động vật mà ưa sạch sẽ, mà nó sẽ không có chấp nhận cái vấn đề mà hôm nào cũng là bovidin và nước muối bôi khắp cái vết thương của nó như vậy. Nó tìm mọi cách để nó đạp cái loa ra, sau đó nó ngồi nó liếm. Thì mình thấy nó liếm cũng sạch mà cái vết thương nó cũng khô rồi. Thì cái lúc đó vô tình mình lại quên đi mất là cái lưỡi của mèo nó như là nó kiểu nó có những cái răng cưa, nó sẽ rất là rát. Khi mà nếu như các bạn bị mèo liếm, các bạn sẽ cảm thấy nó hơi rát rát một chút. Thì với một cái lưỡi như vậy và liếm vào một cái vùng da mà vô cùng nhạy cảm và đang trong cái quá trình mà lên da non như vậy á, thì hậu quả nó tới ngay thôi các bạn. Mình đi làm về xong rồi mình thấy nó nhảy lên nhảy xuống như cái cầu thang này nè, xong mình ôm nó thôi, mình ôm bình thường. Tự nhiên mình thấy cái bụng của nó lỗ một cái lỗ. Mọi người có thể tưởng tượng không, cái con mèo ngủ của bạn nó đang rất là bình thường, cái bụng của nó vô cùng nhẵn nhụi và xinh xắn và xinh đẹp và mập mà, thì nó làm một cái lỗ. Và khi mà các bạn nhìn vào cái lỗ đó, các bạn có thể thấy có một cái đường may gì đó đó ở trong, cộng thêm một ít da thịt nào đó ở trong đó. Lúc đó 12 giờ đêm rồi, mình thật sự là không biết phải làm gì. Mình tìm mọi cách để mình quấn, mình bôi nước muối, mình lấy bovidin mình ấy lại, xong rồi mình lấy băng gạc mình quấn cái bụng đó lại. Mình sợ các bạn, mình sợ là nội tạng của bé sẽ bị rớt ra ngoài á. Mình nói như vậy thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được là nó bị lủng tới cái mức nào rồi mà, đúng không? Bé mèo nhà mình thật sự rất là dũng cảm luôn á. Khi sáng hôm sau mình đưa bé đi khám thì bé vẫn tỉnh bơ này này, bé nhảy qua nhảy lại, bé đi chơi, bé còn ăn, bé còn đi vệ sinh thoải mái nữa. Đêm trước khi đó thì bác sĩ nói sao? Tháo loa sớm, da nhạy cảm quá nên là phải ở dưới đó 7 ngày đến 10 ngày. Và lần này bé liếm nó xúc luôn cái ống chỉ ra rồi. Tình trạng của bé là bị viêm cái ống chỉ. Cái tình trạng này thật sự nó rất là hiếm gặp. Và bác sĩ quyết định là để cho cái vết thương nó đang hở một khúc như thế này nè, nó sẽ từ từ tự lành lại luôn. Thì mình để bé dưới đó 2 tuần, xong rồi mình đón bé về. Và bây giờ thì bé khỏe mạnh như lần kia. Thì mình chia sẻ trên này á, mình chỉ muốn rút ra một vài kinh nghiệm khi mà đưa chó mèo đi triệt sản, cả chó cả mèo nha. Tại vì trước đó mình đã triệt sản bé chó tên là Mèo của mình rồi. Đầu tiên trước khi triệt sản thì cho các bé nhịn ăn nhịn uống 8 đến 10 giờ. Sau khi triệt sản về thì cho các bé nghỉ ngơi, hạn chế gà bò tô mực. Cái này là bác sĩ nói mình hạn chế nha, tại vì nó ngứa và nó có nhiều khả năng gây ra những cái biến chứng như là sưng mủ hay gì đó. Tốt nhất á là mình nên triệt sản cho các bé trước khi các bé động dục lần đầu tiên, hoặc là sau khi các bé hết kêu rồi á, thì tầm 7 đến 10 ngày sau đó thì mình có thể triệt sản được. Còn nếu như mà tình huống đặc biệt thật sự là các bạn bắt buộc phải triệt sản cho các bé lúc mà các bé đang tới mùa á, thì phải lựa một chỗ uy tín, cẩn thận, có trách nhiệm. Con mèo đang trong một cái giai đoạn mà căng thẳng như vậy mà mình sắp bé đi mổ xẻ ra thì không có một cái gì mà nó có thể đảm bảo là tốt hay là gì cả. Mình chia sẻ một chút vậy thôi. Thì mình biết là thông tin các bạn có rất là nhiều, các bạn cũng có thể tìm được trên hội nhóm, group hỏi trực tiếp bác sĩ này kia. Ví dụ như trong một số lúc mình vô như là thị trấn mèo thì đã chia sẻ với rất là nhiều trường hợp khi mà cái bé triệt sản xong á, thì cái bé xảy ra nhiều cái vấn đề và dẫn đến những cái hậu quả khôn lường. Cho các bạn phân vân là không biết nên triệt sản hay không, nhưng mà thực tế á, thì vì chị sẽ như các bé, mình nghĩ là thật sự cần thiết các bé có một cái sức khỏe được đảm bảo và ổn định. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video vào mỗi tuần. Bây giờ nha, miệng mới chỉnh sáng lên nên con chị biến mất. Như là con phải nhìn vào màn hình, con chào.
Dạ, con chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở video sau. Và video sau mình đi sẽ còn khỏe mạnh hơn những video trước, và sẽ là hai em khác nữa.